họa phúc của một người do nghiệp. Hiểu được nghiệp và tìm phương pháp hoàn toàn có thể thay đổi số mệnh thông qua đoạn ác tu thiện. Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chia sẻ vận hạn 3 tháng hợi Tý Sửu cuối năm Quý Mão. Các bạn xem đây là một trải nghiệm, vận hạn mỗi tháng không ứng như mỗi năm. Qua năm Giáp Thìn là năm chuyển mình với một số mệnh và cũng là năm sóng gió. Vận mệnh một người được thấy trong sinh thần bát tự, tức năm, tháng, ngày giờ sinh. Họa phúc của một người do nghiệp. Hiểu được nghiệp và tìm phương pháp hoàn toàn có thể thay đổi số mệnh thông qua đoạn ác tu thiện. Khải Toàn không xét theo niên mệnh, tức là năm, xét theo bát tự tứ trụ. Các bạn chỉ cần dành chút thời gian tìm hiểu về tứ trụ, ghi lại mật mã năm, tháng, ngày giờ sinh, giới tính, sẽ biết được nhiều mật mã của bản thân. Mời các bạn tra lá số tại website và ghi lại. Lưu ý, mệnh ngày sinh rất quan trọng. Để tiện xem ngày lành tháng tốt của năm, xem ngày nào hợp với tứ trụ của mình, hay tìm đúng dụng thần mệnh khuyết, mời các bạn xem bộ lịch Giáp Thìn 2024 Khải Toàn biên soạn, có hướng dẫn chi tiết. Mặt sau của bộ lịch là phương pháp cải tạo vận mệnh bằng con đường tu sửa tâm tánh, làm lành tránh dữ. 3 tháng cuối năm do thủy quản đa phần tốt với người sinh mùa hè, kém với người sinh mùa đông. Sinh mùa đông vốn kỵ thủy. Tháng Hợi xung với tuổi Tỵ, tháng Tý xung với tuổi Ngọ, tháng Sửu xung với tuổi Mùi. 3 tuổi Tỵ, Dậu, Sửu hành sao dịch mã. Sao dịch mã vào tháng Hợi. 3 tuổi Hợi, Mão, Mùi hành sao hành trì vào tháng Tý. 3 tuổi Tỵ, Dậu, Sửu hành sao hoa cái vào tháng Sửu. Tháng Quý Hợi là tháng 10 âm lịch, Hợi hợp với Tý, Sửu hoặc Mão, Mùi. Những ai sinh ngày Mậu hoặc Kỷ hành thổ, tháng Quý Hợi là tháng tài lộc. Tháng Giáp Tý là tháng 11 âm lịch, Tý hợp với Thân, Thìn hoặc là Hợi, Sửu. Mệnh sinh ngày Mậu, Kỷ và Tân, tháng Giáp Tý là tháng tài lộc. Tháng Ất Sửu là tháng 12 âm lịch, Sửu hợp với Tý, Hợi, Tỵ hoặc Dậu. Mệnh sinh ngày Canh và Giáp, tháng Ất Sửu là tháng tài lộc. Để tra mệnh ngày sinh, các bạn vào app Lịch Việt hoặc website Khải Toàn vào mục tra lá số. Mời các bạn xem chi tiết phần luận đoán qua từng tháng. Dù vận hạn có thế nào, chư vị hãy giữ tâm thanh tịnh, không thấy lỗi người chính là phong thủy tốt nhất. Vận hạn tháng 10 âm lịch tháng Quý Hợi, từ 13 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. 3 tuổi Tỵ Dậu Sửu hành sao dịch mã vào tháng Hợi, dịch mã chủ về biến động về công việc, chỗ ở và đi xa. Tháng Hợi hợp với Tý Sửu hoặc Mão Mùi, hợp và tốt với người sinh mùa hè. Mệnh sinh ngày Mậu hoặc Kỷ hành thổ, tháng Quý Hợi là tháng tài lộc. Trong bát tự tứ trụ, mệnh ngày sinh là một mật mã quan trọng. Vào tháng Quý Hợi, ai sinh mệnh ngày Mậu hoặc Kỷ sẽ có sao chính tài, tài lộc chính thức và giữ được tiền. Ai sinh mệnh ngày Nhâm hành thủy có sao lộc thần, mật mã may mắn về tài lộc. Mật mã này là đại hao tài nếu trong tứ trụ đã có chữ Hợi. Tháng Hợi còn là sao hồng loan của tuổi Thìn, mật mã về tình yêu. Ai sinh mệnh ngày Bính hoặc Đinh sẽ có sao quý nhân, mật mã chủ về được người giúp đỡ, gặp thiện tri thức. Để tra mệnh ngày sinh, mời các bạn vào website tra lá số trong web. Biết được tứ trụ, các bạn tìm hiểu thêm bộ lịch ngày lành 2024, có thể tự chọn ngày lành cho mình. Vận hạn một người phụ thuộc vào sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, một phần phụ thuộc vào những việc ta làm trong quá khứ. Chỉ cần chư vị giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, phước duyên sẽ đến. Vận hạn tháng 11 âm lịch, tháng Giáp Tý, từ 13 tháng 12 cho đến 10 tháng 1 năm 2024. Mệnh sinh ngày Mậu, Kỷ và Tân, tháng Giáp Tý là tháng có tài lộc. 3 tuổi Hợi, Mão, Mùi hành sao hàm trì. Hành sao hàm trì là đào hoa, nhân duyên, gặp gỡ, ăn nói. Tháng Tý hợp với tuổi Thân, Thìn hoặc Hợi, Sửu.
tốt với người sinh mùa xuân hè, kém với người sinh mùa đông. Tháng Tý, ai sinh mệnh ngày Mậu, Kỷ và Tân sẽ có sao chính tài, cung tài lộc chính thức, cơ hội tiền bạc. Ai sinh mệnh ngày Quý, Hành, Thủy có sao lộc thần, mật mã may mắn về tiền bạc. Mật mã này không tốt nếu trong tứ trụ đã có chữ Tý, ví dụ sinh ngày Tý, tháng Tý hay tuổi Tý. Ai sinh mệnh ngày Ất hoặc Kỷ có sao Quý Nhân, dễ được người giúp đỡ. Tháng Tý, sao Hồng Loan của tuổi Mão, mật mã chủ về tình yêu. Để tra bát tự, mời các bạn tra lá số trong website. Biết được tứ trụ, các bạn xem thêm bộ lịch ngày lành tháng tốt năm 2024 để chọn ngày lành tháng tốt cho riêng mình. Vận hạn phụ thuộc vào sinh thần bát tự và những việc ta làm trong quá khứ. Dùng phong thủy là thay đổi bên ngoài, tu sửa ba nghiệp thân miệng ý là thay đổi bên trong. Vận hạn tháng 12 âm lịch, tháng Ất Sửu, từ 11 tháng 1 2024 đến 9 tháng 2 2024 dương lịch. Những người sinh mệnh ngày Canh và Giáp, tháng Ất Sửu là tháng tài lộc. 3 tuổi Tỵ Dậu Sửu hành sao Hoa Cái. Hoa Cái chủ về tài hoa, quyền uy. Tháng Sửu hợp với Tý, Hợi, Tỵ, Dậu, rất tốt với người khuyết hỏa sinh mùa hè, không tốt với người sinh cuối năm. Theo bát tự tứ trụ, mệnh ngày sinh là Canh hoặc Giáp sẽ có sao chính tài, tức tài lộc chính thức hoặc may mắn về tiền tài. Ai sinh mệnh ngày Mậu hoặc Giáp sẽ có sao Quý Nhân, được Quý Nhân giúp đỡ. Tháng Sửu là sao Hồng Loan của tuổi Dần, mật mã chủ về tình yêu, nhân duyên gặp gỡ. Để tra mệnh ngày sinh, các bạn tra theo app Lịch Việt hoặc vào website tra phần tra lá số. Sau khi tra tứ trụ, muốn chọn ngày lành tháng tốt cho mình, mời các bạn xem online bộ lịch ngày lành 2024. Vận hạn một người phụ thuộc vào ngày tháng năm sinh, tuy nhiên sau 20 tuổi họa phước có thể thay đổi. Người biết làm lành tránh ác, tu sửa ba nghiệp thân, miệng, ý là người tự giảm nghiệp, nghiệp hết phước sẽ đến. Sơ lược vận hạn năm Giáp Thìn. Sau 3 tháng Hợi Tý Sửu sẽ vào năm Giáp Thìn. Đây là năm vừa sóng gió, vừa là cơ hội chuyển mình với một số mệnh. Giáp hành mộc dương, thìn là thổ dương, trong thìn ẩn tàng ba can Mậu, Ất, Quý. Thìn còn biết là thủy khố, tức là kho của thủy. Một năm có cả mộc, thủy, thổ là cơ hội lớn với sinh thần bát tự khuyết ba ngũ hành trên. Sẽ tốt với mệnh khuyết mộc sinh mùa thu, đồng thời Giáp Thìn là cung tài lộc với mệnh ngày sinh Tân, Canh, Ất và Mậu. Tuy nhiên, sẽ bất lợi với ai kỵ mộc thổ thủy. Khải Toàn sẽ làm bài chi tiết về năm Giáp Thìn sau. Những chia sẻ về vận hạn 3 tháng Hợi Tý Sửu mong chư vị có sự trải nghiệm. Trên tất cả, cần chính mỗi người biết tu sửa ba nghiệp, thân, miệng, ý. Dùng phong thủy là thay đổi được bên ngoài, tu sửa là thay đổi bên trong. Bên trong an thì mọi quốc độ đều an. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.